Cần tránh gì trước khi về già? Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta thường nghe câu nói thất bại là mẹ thành công và sai lầm là người thầy tốt nhất. Có nhiều trường hợp thì hai điều này là chân lý, nhưng cũng có những khi việc phạm phải sai lầm sẽ dẫn đến những hệ lụy khó mà đảo ngược được. Suốt cuộc đời của mỗi người thật khó mà đong đếm nổi chúng ta sai lầm hay thất bại bao nhiêu lần. Những người khôn ngoan thì luôn biết nhìn vào kinh nghiệm của lớp người đi trước và rút ra bài học cho bản thân, tránh dẫm lên vết xe đổ. Nhưng những người kém khôn ngoan hơn lại thường nóng vội hấp tấp, cộng với sự lười biếng nên chỉ muốn nhanh chóng đạt được mục đích và kết quả là vấp ngã để rồi chán nản bỏ ngang, không kiên trì với mục đích ban đầu. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn ngay cách đầu tiên, nhìn vào những bài học của các bậc tiền bối làm hành trang cho mình. Tuổi già, ai chẳng muốn được an hưởng cuộc sống một cách bình yên bên những người thân yêu. Vì vậy, ngay từ những năm tháng còn trẻ trung, còn sung sức, hãy luôn biết điều gì nên và không nên làm để tránh cho bản thân lặp lại những sai lầm của người đi trước. Đặc biệt, có những việc sau cần hết sức tránh trước khi bước sang độ tuổi 50. Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm qua video hôm nay nhé. Thứ nhất, coi sức khỏe là của cải vô tận. Con người ta thường ít để tâm đến những gì miễn phí mà mình đang được thụ hưởng. Chẳng hạn như không khí trong lành, ánh mặt trời và sức khỏe bản thân. Chúng ta mặc định rằng ngày nào cũng như ngày nào, không khí và ánh mặt trời sẽ luôn hiện hiện, còn sức khỏe bản thân thì chẳng bao giờ có vấn đề nghiêm trọng đâu. Chuyện bệnh tật vốn là của người nào xui xẻo, còn ông trời chắc sẽ chừa mình ra. Chính vì vậy, chúng ta thường không quan tâm đến việc rèn luyện để sức khỏe được bền lâu, tiêu trừ bệnh tật. Tuổi trẻ là độ tuổi sung mãn nhất về thể lực và trí lực. Tuy nhiên hiện nay, không ít bạn trẻ thường ỷ lại vào sức sống tràn trề, đang có thể là những việc không nên như vui chơi thâu đêm, lạm dụng thuốc lá, rượu bia. Các bạn đâu biết rằng chính những điều đó làm cho cơ thể của bạn ngày càng trở nên mệt mỏi và lão hóa nhanh. Rồi đến một lúc nào đó, đặc biệt khi về già, cơ thể xuống cấp trầm trọng thì lại hối tiếc níu kéo sức khỏe thì đã muộn. Do đó, bên cạnh giữ gìn sức khỏe bản thân, hạn chế việc lạm dụng các chất kích thích, các chất có hại cho sức khỏe, các bạn trẻ cần tham gia tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ. Thứ hai, tiếc rẻ độ độc hại, tổn hại đến sức khỏe. Cuộc sống hàng ngày hiện đại thì người ta lại càng phát minh ra nhiều công cụ phục vụ đời sống, nhưng đáng tiếc đa phần lại là độc hại. Đặc biệt là những thứ đồ nhái, đồ rẻ tiền, nhưng vì đánh trúng tâm lý người tiêu dùng nên lại rất ăn khách. Tuy nhiên, đây lại chính là những mầm họa hại trên nhiều mặt mà chúng ta lại rất hay chủ quan. Ông Trương quên cất đồ ăn mua trước đó vào tủ lạnh, lúc nhớ ra để ăn mới phát hiện ra đồ ăn đã hỏng rồi. Ông Trương trước đây từng trải qua những ngày tháng khổ sở nên thường ngày rất tiết kiệm, không nỡ vứt, kể cả khi đồ ăn đã ôi thiêu. Ông nghĩ rằng đồ ăn sau khi khử trùng bằng nhiệt độ cao thì sẽ không sao nữa, thế là dùng dầu ăn rán lên rồi ăn. Người nhà khuyên nhủ ông không nên ăn, ăn vào rồi đau bụng, lợi bất cập hại. Thế nhưng ông vẫn kiên quyết không nghe, còn một mực khăng khăng, kể cả có vi khuẩn thật thì cũng bị dầu đun chết hết rồi. Ông còn khẳng định mùi vị đồ ăn rất ngon, không hề có mùi, và may là ông chưa vứt đi chứ không sẽ thật phí của. Nhưng ông Trương chưa đắc ý được bao lâu thì bụng đã bắt đầu đau. Mới đầu ông còn cho rằng do tiêu hóa kém, bèn hạn chế ăn uống, bữa nào cũng ăn ít hơn bình thường và uống thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Thế nhưng vài ngày liền, dạ dày vẫn đau, không chịu được nữa. Ông bèn tới bệnh viện, nào kiểm tra, nào kê đơn mua thuốc, số tiền bỏ ra đắt hơn nhiều so với số thực phẩm hỏng ôi thiêu kia. Hơn nữa, không chỉ mất tiền mà dạ dày đau nhiều mấy ngày khiến ông Trường đau tới dã rời.
Thật là tiền mất tật mang. Sau bài học lần đó, ông Trương xem ra cũng bớt ngoan cố, dù có tiếc cũng không giữ lại đồ ăn ôi thiêu. Những người như ông Trương trên thực tế không hề ít. Phải công nhận tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng thực phẩm là để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể con người, nên nếu thực phẩm không có lợi thì hà tất phải ăn. Đằng sau tâm lý tiếc rẻ có thể còn là sự tham lam. Rất nhiều người đi ăn buffet đều ăn tới no căng, khiến dạ dày quá tải. Sợ không tranh thủ ăn nhiều thì sẽ bị thiệt. Không chỉ về mặt ăn uống, những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nếu vì tiếc của mà mua đồ rẻ tiền kém chất lượng thì vừa hại sức khỏe bản thân, vừa đầu độc môi trường trầm trọng. Không nhiều người quan tâm rằng bây giờ trong từng tế bào của mỗi chúng ta đều có bóng dáng của thứ gọi là hạt vi nhựa. Nó đến từ thói quen sử dụng và vứt bừa bãi các sản phẩm túi ni lông, chai lọ nhựa, dụng cụ nhựa tràn lan bừa bãi. Hệ quả là các sinh vật sống trong sông ngòi, kênh rạch, đại dương đều bị đầu độc bởi nhựa. Con người lại ăn vào những thực phẩm như vậy, và dĩ nhiên là hạt vi nhựa đã len lỏi vào chân từng thớ thịt mạch máu của chúng ta một cách dễ dàng. Hãy chú ý đến chất lượng thay vì lượng trong cuộc sống. Dù là bất cứ điều gì, một thứ đồ có thể tái sử dụng nhiều lần mà chất lượng vẫn đảm bảo còn hơn trăm thứ dùng một lần rồi bỏ đi mà lại có hại. Thứ ba, coi thường lời khuyên của những người đi trước. Có một câu chuyện ngắn như sau: hai cha con nhà kia vào rừng đốn củi, mỗi cha con cầm một chiếc rìu. Người cha đã hướng dẫn tỉ mỉ cho con trai biết cách chặt cây thế nào cho đúng. Tuy nhiên, cậu con trai hì hục mãi vẫn chưa thành công. Khi đó, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu con trai, và người cha đã nói với cậu một câu mà suốt đời cậu cũng không quên được: con trai, con đã làm rất tốt, thế nhưng con quên mất một điều, đó là nhờ đến sự giúp đỡ của ta. Người trẻ thường có khuynh hướng thích đề cao bản thân, luôn cho rằng mình đúng. Vì thế, họ phớt lờ lời khuyên của các thế hệ trước và chỉ giật mình tỉnh ngộ khi phạm phải những sai lầm nghiêm trọng đã được cảnh báo từ trước. Để hạn chế điều này, bạn nên lắng nghe người lớn và phân tích các khía cạnh tốt xấu của một vấn đề trước khi đưa ra quyết định của mình. Nếu được nghe những lời khuyên đúng đắn từ những người đi trước, bạn hoàn toàn có thể tránh được những sai lầm ngay từ đầu. Thứ tư, để cha mẹ già lo lắng. Một gia đình hạnh phúc phải là một gia đình hài hòa, trên dưới thương yêu. Khổng Tử từng nói: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Câu này có ý nói rằng các bậc cha mẹ luôn có tật, lúc nào cũng sợ con cái mắc bệnh. Con người ta sống nhờ ăn ngũ cốc đủ loại, sao có thể tránh khỏi bệnh tật? Còn phụ huynh thì lúc nào cũng suy nghĩ làm sao cho con cái được khỏe mạnh vui tươi. Có thể thấy tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Vậy nên, làm thân phận của một người con, điều đầu tiên chính là không được để cha mẹ phải lo lắng, đặc biệt là với những người khi đã bước vào tuổi trung niên. Cha mẹ lúc này cũng như ngọn đèn trước gió, mong manh sáng, còn chiều mất. Thứ năm, vợ chồng cãi nhau. Có mấy cặp vợ chồng mà không cãi nhau? Vợ chồng cãi nhau luôn là yếu tố tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình. Bố mẹ thì lo lắng, con cái thì ảnh hưởng về tâm lý. Có người cho rằng vợ chồng cãi nhau cũng như đầu giường cãi, cuối giường không ai biết. Tuy nhiên, con cái hiểu, bố mẹ biết, nhìn mặt hai người cứ như Trường Phi gặp quân Tào, sao mà không ai biết cho được. Một cặp vợ chồng đã cao niên, có cô con gái đứng tuổi chẳng chịu lấy chồng mà cứ ở vậy. Bố mẹ sốt ruột nên cứ suốt ngày hỏi mối chỗ nọ, làm mai chỗ kia, khiến cả nhà cứ nhốn nháo hết cả lên. Ấy vậy mà, cô con gái cứ bình chân như vậy, cả ngày thờ ơ lạnh nhạt, chẳng đoái hoài gì. Bố mẹ giận quá mới mắng cho cô một trận. Ai ngờ, cô con gái đáp lại một câu: lấy chồng có ích gì, cứ như bố mẹ cả ngày cãi lộn, cãi đến quá nửa đời người rồi, vẫn không ngừng cãi. Nghe con gái đáp vậy, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà lòng buồn rười rượi. Thứ sáu, tạo áp lực quá lớn cho con cái.
có một số bậc phụ huynh từng trải qua cuộc sống với những giai đoạn tìm kiếm công ăn việc làm khó khăn, cho nên luôn lo lắng tương lai sau này con mình không kiếm được việc làm ổn định. Vậy nên, ngay từ nhỏ, họ đã tạo áp lực cho con, hết bắt học thêm cái này, lại bổ túc cái kia, khiến cho con cái sống như một cái máy, áp lực tứ bề, chẳng biết đến tuổi thơ là gì. Con người sống ở đời, sống có khúc, người có lúc, sướng khổ, tốt xấu ở đời, đều do phúc phận âm phần mà tạo ra. Vậy nên, thân làm cha mẹ, điều cốt yếu là dạy con cái sống sao cho nên người, biết hiếu kính cha mẹ ông bà, lấy nhân làm gốc, lấy đức làm thầy. Còn người ta chỉ cần có thiện lương, trời cao ắt sẽ an bài. Còn làm người mà sống bất nhân bất nghĩa thì dù tài cao vô thượng cũng chẳng bằng nhân nghĩa đủ đầy. Thứ bảy, hoang phí thời gian vàng ngọc. Thời gian trôi đi qua không bao giờ lấy lại được. Nhiều bạn trẻ thật sự không để ý, quan tâm đến thời gian. Đối với họ, hai chữ thời gian không có ý nghĩa gì nhiều. Họ ném thời gian vào những trò tiêu khiển vô bổ, không ít bạn trẻ hoang phí, giết thời gian bằng những trò chơi game, đánh bài. Lớn hơn một chút, khi đã có gia đình, con cái, ngoài thời gian làm việc thì chúng ta lại lãng phí thời gian vào những việc mà bản thân cảm thấy thích thú như la cà, chém gió quán xá với bạn bè, quan tâm đến việc của người khác, nghiện điện thoại, phim ảnh, v.v. Chúng ta hiếm khi dành thời gian để cho những mục đích lành mạnh hơn, dù chiếm rất ít thời gian như 30 phút đi bộ hoặc thể dục thể thao mỗi ngày, 30 phút đọc sách hoặc học một thứ gì đó có ích cho kỹ năng và tư duy của bản thân. Do đó mỗi ngày, các bạn hãy tự nhìn lại xem mình đã làm được gì và hãy sử dụng, tận dụng quỹ thời gian quý báu để làm những việc có ích cho bản thân và xã hội. Đừng lãng phí thời gian khi ta còn có thể tiếp thu, học hỏi mọi thứ. Thứ 8, tranh cãi đến cùng. Người khôn ngoan luôn hiểu rằng càng thông tuệ sẽ càng hiểu tranh cãi không thể giúp ta giải quyết được khúc mắc của vấn đề. Tranh cãi càng dai dẳng, đôi bên càng mệt mỏi. Tranh cãi càng căng thẳng, càng làm tổn hại đến cảm xúc tốt đẹp của đôi bên. Hãy biết rằng cách để giành thắng lợi thực sự chính là không tranh cãi. Người thức thời sẽ luôn đặt cái tôi của mình xuống, sẵn sàng nhường nhịn, thỏa hiệp, tâm hồn mới có thể thanh thản và an vui. Thứ 9, ưa phán xét, đánh giá người khác. Mỗi người bước vào cuộc đời này để sống, để sai lầm và để rút ra bài học. Không có ai xấu hoàn toàn mà cũng chẳng có ai tốt 100%. Cái quan trọng là ta biết được bản thân đang hạn chế ở đâu và tìm cách khắc phục, để càng ngày tuổi tác càng tăng thì chúng ta lại càng đến gần hơn với con số phần trăm gần như tuyệt đối kia càng tốt. Để làm được điều đó, cần hết sức tránh xa thị phi, hạn chế khen chê, xen vào chuyện người khác, bằng không trong lòng bạn rất dễ nảy sinh ra tâm lý so sánh, đố kỵ, lâu dần sẽ tích tụ lại thành thói tham lam tranh đoạt, khởi sinh tà ác từ lúc nào không hay. Nếu muốn tránh rơi vào bể khổ, cách tốt nhất chính là cần phải có tâm quan sát học hỏi thay vì can thiệp vào những cuộc bình luận vô nghĩa. Quý vị khán thính giả thân mến, tuổi già là một món quà đáng trân trọng, là những năm tháng tổng kết của cuộc đời. Vì vậy mỗi người đều có trách nhiệm với những năm tháng xế chiều của bản thân. Đừng để sự bi quan, ám ảnh khiến chúng ta tuột dốc khi chuyến xe cuộc đời đang dần lăn bánh vào trạm dừng chân cuối cùng. Hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt để năm tháng ở độ tuổi ngoài 50 trở đi sẽ luôn tràn đầy tình yêu, sự hứng khởi và lạc quan trong cuộc sống, quý vị nhé!